chơi với bạn mà một cái đứa nào thông minh thì mình biết liền à. Ủa gì vậy? Anh nói vậy là ý nghĩa gì? Em cũng thông minh mà Ngân. Dạ anh nói hai đứa bạn, đứa nào thông minh là biết liền. Chơi với bạn, đứa nào thông minh là mình biết liền. Mình đặt nhầm năng lực thôi. Bên kia diễn tả có được đâu, người ta đoán có được đâu. Trong khi đây diễn tả tốt. Nay đã có thêm Nam Ngư ớt gừng Kỳ Sơn và Nam Ngư me tươi Nam Bộ mới. Lượt cuối cùng, lượt cuối cùng. Mới 4 câu mà. Lượt cuối cùng nè. Đóng cửa lại, đóng cửa lại. Đừng cho tụi nó vô, đóng cửa lại. Rồi mở chữ ra. Ủa diễn không được mà đoán rồi, không xong. Rồi vô, vô lại lên. Rồi bỏ ra, nhanh nhanh nhanh. Lại lên. Mày đang chỉ luồng kim. Mày vợ, mày vợ. La la la. Dạ lên đi chị dạ. Rồi đổi người. Cái vấn đề nằm ở chỗ là từ hoa không bao giờ là một chữ, tự nhiên mây. Trời ơi, do Ngân kéo cái áo lên đó là ra liền. Bên em đừng đổi nữa hả? Kéo cái áo ra là hủ liền. Vậy là em diễn tả được đừng cho em đó. Cái từ khóa này là rất dễ luôn á, thiệt luôn á. Ê, dạ giờ đừng có viết nha. Bao em coi đội anh đó, mà đội anh diễn dễ hiểu hơn. Ghen lắm. Sâu đẩy. Từ từ thôi, từ từ. Nhau, 500. Tôi nói hả? Chơi với bạn mà một cái đứa nào thông minh thì mình biết liền à. Ủa gì vậy? Anh nói vậy là ý nghĩa gì? Em cũng thông minh mà Ngân. Dạ anh nói hai đứa bạn, đứa nào thông minh là biết liền. Chơi với bạn, đứa nào thông minh là mình biết liền. Mình đặt nhầm năng lực thôi. Bên kia diễn tả có được đâu, người ta đoán có được đâu. Trong khi đây diễn tả tốt. Đợi đi. Đợi đi, đợi đi. Ghê đi. Giỡn em. Hai đứa diễn như là chen lấn, xô đẩy vậy. Đúng rồi. Bé Phước đừng có nhìn bạn. Nên nhìn bên anh luôn đi, dễ đoán hơn. Dạ vậy thôi, nhìn bên anh. Rồi làm sao? Gì vậy? Nó đâu coi mình đâu, mình làm chi? Thở đèn cây. Nè đây nè coi nè. Thắp nến à, mừng sinh nhật, bánh sinh nhật. Bánh kẹo. Ngọc ơi là Ngọc. Yeah. Đây nè em chỉ nè. Em thiếu chỉ mới đi nhìn bạn. Đó đúng rồi, em nhìn. Bên đây lật chỉ cái gì đó bánh sinh nhật liền. Không, hay quá, em hay quá. Em chỉ chậm hơn tôi. Không, tại vì Phước lắc quá. Không sao đâu, không sao Phước. Không sao. Hồi nãy, ok, cố lên. Ok, em về, em nghe. Đóng cửa lại. Nó dành mà đổi gì. Đóng cửa lại đi. Chúng ta chỉ còn 3 từ khóa nữa thôi. Quá dễ. Nãy có nhắc tới á. Thả diều. Chắc ê, hồi nãy có nhắc tới đó. Trời ơi. Cảm ơn em nha. Cảm ơn em nha. Kinh chá nha. Kinh chá này hả? Trời ơi. Cảm ơn em nha. Kinh chá nữa chị. Cảm ơn em nha. Vô. Đóng cửa lại. Vi phạm mà. Đóng lại. Hồi nãy nhắc tới là khi nào vậy? Thôi tôi không biết vậy. Không có kêu thường. So easy. Em ơi, có thể tránh qua bên em xa tầm giới á. Dạ liên qua vậy. Rồi. Tôi căng. Oh no. Đau bụng. Đúng rồi. Mai đưa ngón tay là mấy từ luôn. Ê, tôi thấy Ngọc Phước giống như là lính mà trong phim Hollywood về bị bắn vừa chạy ra. Là bị đạn bắn á. Em mà không đoán nữa là anh làm cái kiểu khác để em hiểu liền. Không nhờ em vậy từ già đó không ra anh đoán mới kịp. Cảm ơn em nha. Mắt ói chứ chưa có ói. Em ói luôn rồi. Em đề nghị quay cái kiến trường hậu này vô. Kiến trường hậu này bị bên này thấy quá nha, liếc hoài. Hồi nãy giờ em liếc cái chữ đó tôi thấy rõ ràng. Bật Vion, game on, đón Tết, đón mưa quà tặng, trúng vàng mỗi ngày, tham gia ngay. Cái này khó nha, cái này phải chậm nha, thiệt chậm lại nha. Rồi. Chị dạ. Chóng mặt nhức đầu. Rối loạn tiền đình. Say xỉn. Rối loạn tiền đình. Say rượu. Rối loạn tiền đình. Rối loạn tiền đình. Rối loạn tiền đình. Rối loạn tiền đình. Ê, đây đúng rồi. Chị dạ đúng chứ. Dạ trước. Chị dạ trước. Chị dạ kêu là ba chữ rối loạn tiền đình. Không, nhưng mà sao đó chị dạ
giảm hết lên tiên đình, giảm bốn chữ, sau đó giảm nó mới nhìn tôi hoài, ủa bốn chữ mà không đúng. Đấy em giơ hai ngón nè, tiền định tiền định. Rồi huê. Check qua lại lần nữa đi à. Thầy rượu, thầy bia, xỉnh rượu. Tiền định. À 12, 11 hả? Đúng tụi em là 12 rồi. Rồi chết rồi, căng thẳng quá. Còn mấy từ nữa vậy, ba giám khảo em cũng tiền định luôn á. Mệt quá, ba giám khảo. Không liếc da, không liếc da. Liếc cái gì, em coi máy bên này anh bị gì vậy? Thôi, liếc máy da hoài. Nè. Ngân dĩ thị ngân. Đạp bóng. Thảm cỏ. Cỏ gai. Đạp. À, nhảy dây. Nhảy dây. Không phải. Điện à, chân. À, nhà sập. Động đất. Điện chân. Đúng rồi. Điện chân. Động đất. Em thấy. Dậm là sao? Em thấy cái này không? Cái này hai đứa ra đứng. Em có mà. Mà cứ dậm tôi tưởng là đạp cái gì. Tại vì em phải nói chị đó rung rây á. Vậy nè xong em mới lắc nè. Chị không được, không nhìn nha, không nhìn phía sau nha. Phía sau là em mà muốn nhìn Giang là nó phải hướng như vậy nè anh Vinh. Tức là bây giờ còn một đoán cuối cùng nữa thôi. Một đoán cuối cùng này phải lấy một cái thật khó để cho nó dài một tí. Ở dưới đừng nhắc gì cả, bởi điều cũng khó. Mà cái này phải tinh tế nha, phải tinh tế. Tinh tế nha Ngọc Phước. Dễ lắm. Không dám dễ đâu. Quả tiệm. Phi thuyền. Nhà máy bay. À, nhà à, ống khói. Nhà ống khói. Mũi tên. Nhà thờ. Nhà đền thờ. Phóng tên. Máy. Nhà em làm một cái, em làm một cái. Nhà máy. Thôi nhìn em leo núi. À, thấp. Cái núi. Núi lửa. Yeah. Núi lửa. Chị dạ chứ. Dạ chứ, dạ hai chứ. Người bàn nhau. Chứ. Hai người bàn nhau đúng không? Không, dạ chứ. Dạ chứ. Đúng rồi. Ơ giờ anh luật á. Nãy anh luật làm gì là tôi mới biết là cái núi. Đúng rồi, là hồi nãy giờ cái này tôi lấy cái nhà không à. Không, em là hai cái này thôi. Lại là nhờ tôi. Tôi toàn giúp cho người ta. Lại là nhờ tôi. Tôi thu nhà dạ chợ quá. Không, em vừa nghĩ ra là dạ chứ. Nhanh. Nói chung là khó thiệt. Rồi mấy đứa này diễn yếu làm sao mà diễn được. Cái từ này là cái từ cuối phải lấy từ khó. Núi khó. Lửa khó. Khó thiệt. Sao em làm ngôn vậy mà chị không, chị không hiểu. Chị cứ em... lấy là tên lửa chị... không à. Em diễn kỹ lắm á. Không ai diễn tả cái lửa hết. Ra tôi mày chảy xuống. Có em á. Vậy nè. Nè em vậy nè. Núi. Không nhìn giống như là cái ống khói hơn. Nhưng mà cứ nghĩ cái buồn chứ mà em có diễn. Nhưng mà chị vô ai vậy là quá ok rồi. Dạ ơi. Dạ ok rồi. Nhờ ai vậy? Nhờ anh Luật đó. Như vậy là ở trò chơi này, trò chơi thứ ba thì đội ba bạn nữ đã thắng. Tỷ số hiện tại là 2-1, xin chúc mừng.